Siêu Tầm TV xin chào tất cả các bạn. Cập nhật cái tin tức mới nhất về vụ giải quyết dứt điểm vi phạm tại Thiền Âm bên bờ vũ trụ, hay còn gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai, sẽ xử lý trong tháng 3. Theo thông tin của báo Giác Ngộ, thì cái vụ Thiền Âm bên bờ vũ trụ hay là Tỉnh Thất Bồng Lai trong thời gian vừa qua đã làm xáo trộn đến cũng như là ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo. Thì ngày 28 tháng 2, trong cái phiên họp thảo kết luận giải quyết cái kế hoạch cũng như là các nội dung phản ánh của các tổ chức cá nhân liên quan đến hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo đó, hộ gia đình bà Cao Thị Cúc được cộng đồng mạng và truyền thông đăng tải gây xôn xao dư luận, đã tự xưng với danh nghĩa là chùa Tỉnh Thất Bồng Lai, và thời gian gần đây đã đổi tên thành Thiền Âm bên bờ vũ trụ. Ông Trần Văn Lành, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, đã chủ trì phiên họp với sự tham dự của lãnh đạo công an, sở lao động thương binh và xã hội, sở nội vụ và ban tôn giáo, sở tư pháp và sở thông tin và truyền thông, sở tài nguyên môi trường tỉnh Long An, tất cả các ban ngành của huyện Đức Hòa và xã Hòa Khánh Tây. Phát biểu trong cuộc họp, thượng tọa Thích Quảng Tâm khẳng định dù không phải là cơ sở thờ tự Phật giáo, không nằm trong danh bạ tư viện do ban tỉnh sự giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý, nhưng nhóm người đang cư trú tại gia đình bà Cao Thị Cúc trong thời gian vừa qua đã có nhiều động hoạt động lợi dụng tôn giáo và cụ thể là Phật giáo để trục lợi. Họ đã lập cơ sở tự xưng với các tên gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Âm bên bờ vũ trụ, giả danh việc nuôi trẻ mồ côi, sử dụng pháp phục tu sĩ tham gia các hoạt động giải trí trên truyền hình và tạo nên những ngộ nhận về sự hoạt động của Phật giáo và bất ổn đối với tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó, thượng tọa Thích Quảng Tâm đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương sớm có các hoạt động giải quyết triệt để nhằm loại trừ các hoạt động lợi dụng tôn giáo gây bức xúc quần chúng Phật tử trong và ngoài nước. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp các nội dung liên quan từ văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện, phát biểu của ngành công an, lao động, thương binh và xã hội, nội vụ, thông tin và truyền thông, chỉ đạo của lãnh đạo huyện, huyện ủy, ông Trần Văn Lành đúc kết khẳng định chính quyền huyện Đức Hòa sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc này trong tháng 3 và làm nhằm ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Vị đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cũng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc như tư pháp, lao động, thương binh xã hội, tôn giáo, y tế, tài nguyên môi trường, công an theo nhiệm vụ được giao lên kế hoạch thật chi tiết để giúp cho đoàn công tác liên ngành của huyện thực hiện kiểm tra và xử lý rốt ráo các sai phạm liên quan đến hộ gia đình bà Cao Thị Cúc. Trao đổi với báo Giác Ngộ, sau cuộc họp thì ông Trần Văn Lành cho biết từ việc thảo luận các biện pháp xử lý hộ gia đình bà Cao Thị Cúc đã giúp cho chính quyền có thêm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề cũng như là các biểu hiện lợi dụng tôn giáo trên địa bàn. Ông cũng khẳng định các quyến sách của cơ quan chức năng liên quan đến Phật giáo luôn mong sự đồng hành trên tinh thần cầu thị, khẩn trương và kịp thời từ ban tỉnh sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp. Đó là những thông tin về báo Giác Ngộ online đưa tin nha các bạn, về việc giải quyết dứt điểm vi phạm tại Thiền Âm bên bờ vũ trụ, hay gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai, vụ án lùm xùm trong mấy tháng vừa rồi ở trên báo cũng như là cộng đồng mạng nha các bạn. Đó là những cái tin tức mới nhất Siêu Tầm TV. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn thích hãy nhớ đăng ký để xem các video mới nhất của Siêu Tầm TV. Chào tạm biệt các bạn.